Sinh thái Samsung kết nối mọi người. Đó, anh em có thấy qua cái trường hợp vừa xong thì rõ ràng khi mà chúng ta có một cái hệ sinh thái công nghệ, mọi thứ nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy chính xác thì hệ sinh thái công nghệ nó là gì? Nó bao gồm những thiết bị nào và nó có lợi hay có hại thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhá. Anh em ơi. Vậy thì điều đầu tiên mà anh em cần phải biết đó chính là hệ sinh thái công nghệ nó là gì. Thì về cơ bản, hệ sinh thái công nghệ nó là tập hợp của những sản phẩm và dịch vụ được tạo ra để có thể làm việc với nhau một cách trơn tru nhất. Có nghĩa là nó sẽ bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Và nói như này cho anh em dễ hiểu nhé. Ví dụ Samsung chẳng hạn. Samsung, như anh em đã biết, họ đã có chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra là có điện thoại. Bên cạnh đó thì họ sẽ còn có cả đồng hồ, họ sẽ còn có cả tai nghe, họ sẽ còn có cả móc chìa khóa smart tag và họ còn có cả tivi, tủ lạnh các thứ, nhiều lắm. Và tất nhiên là những cái thiết bị này nó đều được làm ra để kết nối với nhau một cách trơn tru và nhanh nhất có thể. Thế nhưng đó mới chỉ là về phần cứng thôi, đó mới chỉ là về những thiết bị thôi. Còn về phần mềm thì sao? Đối với phần mềm thì chúng ta sẽ có những thứ như là trợ lý ảo Bixby này, anh em có thể làm việc qua Samsung Deck này, hoặc là anh em có thể là có những cái dịch vụ khác. Ví dụ như là anh em có thể mua Samsung Galaxy S21 Ultra, sau đó chúng ta vào phòng chờ thương gia ngồi. Đó. Và đó cũng chính là những cái mà mình muốn chia sẻ với anh em. Và đó chính là những thứ tạo nên một hệ sinh thái, sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm. Thế thì chính xác thì vì sao chúng ta lại cần phải có một cái hệ sinh thái công nghệ, và một cái hệ sinh thái công nghệ thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta như thế nào? Vâng, thế bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ rất đơn giản, đó chính là hệ sinh thái của Samsung đi ạ, để cho anh em đỡ chửi tôi là iFan, được chưa? Việc sử dụng hệ sinh thái sẽ giúp cho anh em chia sẻ ảnh, video hoặc là file cực kỳ nhanh chóng với QuickShare của Samsung. Trước kia thì nhiều anh em cứ bảo là ui giời, Apple có AirDrop, thì bây giờ Samsung là có QuickShare rồi. Nếu như mà anh em muốn gửi ảnh chứ gì, chỉ cần một phát là xong luôn. Chưa hết, giả sử khi mà anh em đã làm xong một ngày rất là mệt mỏi, anh em xuống nhà lấy xe để mà đi về, mà anh em phát hiện ra là lại để quên chìa khóa xe chẳng hạn, vậy thì anh em sẽ làm gì? Anh em chỉ cần bật điện thoại, sau đó anh em hãy vào SmartThings. App này sẽ giúp cho anh em kết nối với lại SmartTag của anh em, và như thế là tìm được chìa khóa mà chả mất tí công sức nào. Một ví dụ nữa đó chính là Samsung Flow. Bây giờ anh em là không chỉ làm việc trên điện thoại mà anh em còn làm việc ở trên laptop và trên máy tính nữa đúng không ạ? Không vấn đề gì. Anh em chỉ cần tải app Samsung Flow là anh em không cần phải nhấc điện thoại lên luôn, vì tất cả những thông báo hay là thao tác và công việc trên điện thoại của anh em sẽ hiển thị hết vào bên trong máy tính của anh em. Anh em thấy xịn chưa? Và tất nhiên là các thiết bị trong cùng một hệ sinh thái thì nó sẽ giúp chúng ta kết nối rất nhanh và mượt. Ví dụ như khi anh em đang làm việc, xung quanh anh em quá ồn ào và anh em muốn có một chiếc tai nghe để kết nối với chiếc S21 Ultra của anh em, và anh em sẽ không cần phải mất quá nhiều thời gian. Anh em hãy lấy ra cho mình chiếc Galaxy Buds Pro, đưa vào tai là kết nối rồi. Sau đó thì vào app, bật chống ồn chủ động lên, thế là xong. Không chỉ có vậy thôi đâu, năm nay thì Samsung họ đã cho chúng ta một bất ngờ khi mà trang bị cho dòng S21 Ultra chiếc bút S Pen.
Mình biết là nhiều anh em cảm thấy lạ, tuy nhiên thì mình thấy rằng đây là một điều rất đúng đắn khi mà màn hình của chúng ta quá lớn. Và nếu như chúng ta có một chiếc bút thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn thế nữa, với việc màn hình của S21 Ultra cũng sẽ có tần số quét lên tới là 120Hz. Thế nên khi mà anh em viết trên chiếc máy này bằng bút S Pen thì trời ơi, nó mượt lắm anh em ạ. Bên cạnh đó thì anh em khi mà mua những sản phẩm của Samsung thì anh em sẽ có những ưu đãi đặc biệt. Ví dụ như chúng ta có dịch vụ Samsung Care Plus. Đây là dịch vụ bảo hành lên đến 2 năm và anh em hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình sử dụng. Hoặc là nếu như mà anh em mua những chiếc điện thoại sang trọng hơn, ví dụ như là Galaxy Fold chẳng hạn, thì sẽ có người tới tận nhà anh em để cho anh em có thể bảo hành, hoặc là anh em sẽ có hotline riêng để tư vấn. Thì việc kết nối các thiết bị với nhau mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm thật là tốt, thật là nhanh, thật là mượt, và đặc biệt là những cái dịch vụ hậu mãi nữa, nó sẽ mang lại cho anh em một cái trải nghiệm rất tuyệt vời. Và đó chính là mục đích chính của một hệ sinh thái công nghệ. Thế nhưng chúng ta sẽ còn thêm một mục đích nữa mà mình nghĩ rằng là cái này chúng ta nên thẳng thắn với nhau, đó chính là về lợi nhuận. Anh em có thể thấy rằng là khi mà chúng ta mua một chiếc điện thoại cũng như là khi mà chúng ta mua một thiết bị của một công ty công nghệ thì để mà nó hoạt động trơn tru nhất với nhau thì rõ ràng là các hãng họ cũng sẽ phải có một hệ sinh thái dành cho riêng mình. Thế thì mình ví dụ như này cho anh em dễ hiểu. Khi mà anh em mua một chiếc S21 Ultra chẳng hạn và anh em muốn mua thêm một cái đồng hồ thông minh để sử dụng nó một cách trơn tru nhất, mượt mà nhất với cái điện thoại của anh em, tất nhiên cái lựa chọn của anh em sẽ không phải là Apple Watch rồi. Tại vì làm sao mà dùng được? Nó sẽ không thể nào mà dùng được với lại các thiết bị Android. Hơn thế nữa, anh em sẽ không thể nào mà làm cho nó phô diễn được hết tất cả những cái sức mạnh của chiếc Apple Watch. Vậy thì nếu như anh em muốn mua một chiếc đồng hồ mà nó tương thích một cách tốt nhất với lại chiếc S21 Ultra của anh em thì anh em sẽ mua máy nào? Đúng rồi, đó chính là Galaxy Watch Active. Và nếu như mà anh em có đồng hồ rồi, anh em có điện thoại rồi và bây giờ anh em muốn có một chiếc tai nghe để có thể hoạt động trơn tru nhất, để giúp cho đồng hồ của anh em có thể điều khiển được cái tai nghe của anh em, thì anh em sẽ chọn sản phẩm nào? Đúng rồi, đó chính là Galaxy Buds Pro. Và anh em có thể thấy, một khi mà chúng ta đã dấn thân vào cái hệ sinh thái này, chúng ta mua càng nhiều sản phẩm của họ thì tất nhiên các hãng họ sẽ càng thích. Và đây, mình thấy rằng nó là một chiến lược kinh doanh cực kỳ đúng đắn. Thế nhưng mà đó mới chỉ là cái bức tranh của hiện tại thôi. Vậy còn trong tương lai, nó sẽ còn khủng khiếp đến như thế nào nữa? Như anh em có thể thấy thì bây giờ Samsung họ không chỉ làm việc với mỗi Samsung mà họ sẽ còn kết hợp cũng như là liên kết với rất nhiều công ty khác, ví dụ như là hai ông lớn Microsoft cũng như là Google, mà điển hình ở đây là Microsoft. Thì anh em có thể thấy rằng là khi mà chúng ta có một cái sự liên kết như vậy thì anh em sẽ có một cái khả năng làm việc ở mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng mà còn một điều nữa trong tương lai, một điều mà cuối năm vừa qua chúng ta đã nói rất nhiều về nó, 5G. Đúng vậy, sắp tới thì nhiều khả năng 5G sẽ được phổ biến hơn. Và tất nhiên 5G như anh em cũng đã biết, cái tốc độ của nó rất là nhanh. Và khi mà chúng ta có 5G ấy, thì việc kết hợp cũng như là kết nối các thiết bị lại với nhau, đây thực sự sẽ là một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Và anh em đừng quên rằng là Samsung ấy, họ không chỉ có điện thoại, họ không chỉ có tai nghe, họ không chỉ có móc chìa khóa đâu ạ, mà họ còn có cả TV, họ còn có cả tủ lạnh, và họ còn có cả robot giúp việc nữa cơ. Và tất cả những cái đó anh em đều có thể điều khiển ở bên trong cái điện thoại của anh em, nếu như chúng ta có sử dụng cùng một hệ sinh thái như vậy một cách vô cùng dễ dàng. Rồi, và đó cũng chính là lý do vì sao mà chúng ta cần phải có một cái hệ sinh thái để cho tất cả mọi thứ được hoạt động trơn tru nhất có thể. Vậy còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về tương lai của những chiếc điện thoại cũng như là của tương lai ở trong các hãng công nghệ? Mình nghĩ rằng là trong thời gian tới thì việc chúng ta có một hệ sinh thái nó sẽ là một cái xu hướng mới. Tại vì như anh em cũng đã biết, smartphone bây giờ nó đã lên tới đỉnh rồi. Và nếu như chúng ta muốn phát triển hơn nữa thì chúng ta cần phải có thiết bị khác, ví dụ như tai nghe, ví dụ như phụ kiện, ví dụ như móc chìa khóa chẳng hạn. Vậy còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về hệ sinh thái này? Thì anh em hãy comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của anh em TV, bởi vì sắp tới bọn mình sẽ còn nhiều sản phẩm hơn nữa để có thể chia sẻ với anh em. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye!